Em thấy bốn không? Đây. Đây chẳng thấy bốn. Đây coi dân thể 1 đi. Dân thể 1. Ống ga là khoảng 50. Ống ga 50. Đây thể 1 đây. 4950. 4950 cái này có 49. Nó thường thường 49 dân thể 1. Alo. Nghe nè. Lúc đó bán hết rồi. Đây dân thể 1 là đẩy cái xa đó. Dân thể 1 là công suất là Honda. Nay dành cho máy Honda khoảng 19 ngựa đó nha bà con. Đẩy xa khoảng 20 m nè. Cũng xéo thì đẩy được 6 ngựa nè. 6.5 á là cũng xéo đẩy được, kéo được con này bà con. Đẩy xa là 20 m bắn thẳng đó bà con, xa ghê không? Rồi công suất động cơ. À động cơ từ máy xăng là 50-60 rưỡi nha bà con. Cốc xéo là chạy được hết luôn. Đầu ga là 49. Dân thể 1. À cọc hút. Cọc hút của nó là hút có thể hút sâu từ 8 đến 9 m, có nghĩa là từ cái để máy mà đến túi cái đáy là khoảng 9 m, 10 m, độ hút của nó rất là mạnh. Nó dân thể 1, độ hút mạnh lắm. À tới dân thể 2 nha. Dân thể 2. Thì động cơ lớn hơn chút thôi con, động cơ khoảng 7 ngựa, 7 HP là xài được. Cái thùng dưới luôn đi con. Độ cao bắn, nó bắn độ cao là khoảng 30 m. Ghê không? Đi. Bắn tới độ cao 30 m. Rồi hút sâu là cũng từ 10 m lên mà con, nghĩa là cắm ống thẳng xuống hút lên, nó ống hút là khoảng 10 m hút được. Hút thẳng 10 m hút được luôn. Dân thể 2. Vậy dân thể 3 rồi không? Dân thể 3. Dân thể 3 thì động cơ lớn hơn là 9 ngựa cho lên. Độ bắn nước xa là 35 m. Bắn thẳng lên là 35 m. Độ hút nước sâu cũng là 10 m không con. Hút vô 10 m hút được. Đó dân thể 3. Rồi dân thể 4 nè. Dân thể 4 và động cơ nó hơi lớn hơn nha, động cơ từ 13 ngựa trở lên nha. Bắn xa là 40-50 đến 45 m. Bắn đi xa, đi thẳng đi xa bắn lượng nó từ ống nước ra là khoảng 45 m á. Mấy gì con? Hút nước là cũng khoảng 10 m độ sâu. Đó là dân thể 4. Thể 4 là cống ga này 60 nha bà con. Tôi mấy cái 1 2 hết luôn đi. Dân thể 4 với dân thể 3 là đầu ga bằng nhau 60, dân thể 2 thể 1 đầu ga 49 bằng nhau. Giờ dân thể 5. Dân thể 5 giờ động cơ từ 16 HP trở lên, ngày 16 ngựa trở lên. Bắn xa là 55 m. Độ hút là khoảng 10 m, có nghĩa là hút sâu được 10 m á. Từ trên xuống dưới một phút nước là 10 m. Dòng quay trung bình nó là 2.900 đến 3.000. 6. À, nó phù hợp tất cả các động cơ luôn á. Từ 16 ngựa trở lên là sẽ được. Đó là dân thể 5. Giờ tới dân thể 80 nè. Dành cho bơm tát nên máy nó nhẹ hơn, lượng nước ra nhiều. Đăng mấy cái công trình đó. Bơm mấy công trình, mấy cái ô lỗ cống công trình hay bơm như xà lan thì ra cũng im lắm nè. Là động cơ từ 8 ngựa cho lên là được. Để cao có 5 m bà con, cho nó là bơm tát, bơm 80 là bơm tát. Là bơm dành cho lượng nước nhiều á nhưng mà để xa hết. Hút nó khoảng 5 m, lượng hút từ ống hút xuống lên máy là khoảng 5 m, đi thẳng. Thẳng đứng. Động cơ là nhẹ thôi, cơ từ 8 ngựa, máy xăng 8-9 ngựa là xài được rồi. Bắn xa là khoảng 5 m thôi, đó là bơm tát. Đây, dân thể 10. Dân thể 100 cũng là bơm tát luôn. À, dân thể 100 là động cơ từ 13 ngựa trở lên nha, bắn xa được 5 m. Và hút cũng là được 4 m đi thẳng, thẳng đứng nha, 4 m đi thẳng đứng. À, tôi chậm con 1.600 đến 2.000
6-2000 là tôi chậm cái này dành cho tất cả động cơ, phù hợp tất cả động cơ nè. Đầu ga là 100 là 1 tắc á. Còn 80 đầu ga 80 á, 8 tắc á, 8 phân á. Đây là tất cả bơm nhân thể nè. Hay tất cả thôi. Tiếp hàng toàn quốc mà con nào cũng cầu alo nha. 0886356777. Thì gắn vô luôn không? Qua luôn kìa. À, đem kia gắn ha. Tim là phải gắn xin phải không? Gòn phải gắn, gòn đầu hút vô là phải gắn cho cứng rồi con. Tuyệt đối không để lọt hơi vô nha, hơi nó sẽ hút lên yếu mà không lên luôn. Rất tốn dầu. Tốn nhiên liệu. Đó, con xin đó, phải gắn. Đó. Con để vậy thôi, rồi vô ép lại là tự động hút vô, nó cứ gắn vậy thôi. Là ép lại tự động nó rút vô rồi không? Đúng rồi, đó mà xem siết cứng nha, bắt buộc phải siết cứng nha. Đầu vô bắt buộc siết cứng, đầu ra có xì cũng không sao. Đó, phải siết thiệt cứng. Nước cũng mới mau lên. Rồi, đầu ra. Đó là tất cả các bơm nhân thể, dầu nhân thể. Bà con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707. Bắt buộc phải gắn ống xin đều hút nha bà con. Đó, gắn vậy thôi, ép vô phải cho thiệt cứng. Đó, cứ đẩy thẳng vô vậy đó rồi đó. Ép tự động ống xin nó gòn ngay lại đó. Bắt buộc phải gắn gòn như cứng là hút nha. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707.